Bí mật được bật mí đằng sau chuyến bay trị giá 5,5 tỷ đô la Mỹ vào vũ trụ nhờ nhân viên và khách hàng Amazon của Jeff Bezos. Sảy thai, đói ăn, trốn thuế, không có tình người là những vấn đề gây tranh cãi sau chuyến bay của nhà sáng lập Amazon, Jeff Bezos. Tỷ phú Jeff Bezos của Amazon đã cảm ơn tới nhiều người, bao gồm cả nhân viên của công ty sau khi có chuyến bay thành công vào vũ trụ. Thế nhưng, nhiều người lại chỉ trích chuyến bay này dựa trên mồ hôi và nước mắt của những lao động phổ thông cũng như là tiền thuế của nhân dân. Sảy thai, đói ăn và trốn thuế. Khi cô Patty Hernandez, nhân viên của Amazon tại California, Mỹ xét nghiệm có thai, bác sĩ đã yêu cầu cô giảm nhẹ công việc để tránh bị sảy thai. Người mẹ 23 tuổi này đã đề nghị quản lý cho giảm nhẹ công việc khi phải vận chuyển những thùng hàng lên đến 22 cân trong suốt 10 tiếng làm việc. Thế nhưng, chúng đã bị từ chối. Thậm chí người quản lý còn phê bình cô Hernandez vì đi vệ sinh quá nhiều lần trong giờ làm. Thế rồi cái gì đến cũng phải đến. Cô Hernandez được xác định sảy thai vào tháng 10 2020. Vào thời điểm mà Amazon bùng nổ lợi nhuận nhờ đại dịch COVID-19, còn nhân viên thì phải gồng mình kiếm lời về cho ông chủ Jeff Bezos. Điều tồi tệ hơn nữa là cô không được cho nghỉ sau khi bị sảy thai. Amazon chỉ đòi bồi thường cho cô một khoản phí nhỏ và sa thải người phụ nữ này với lý do là làm việc kém hiệu quả. Câu chuyện của cô Hernandez chẳng có gì mới lạ so với những người đã từng làm cho Amazon. Số liệu của phòng kiểm toán chính phủ Mỹ UGAO tại thời điểm mà cô Hernandez nghỉ việc, có hơn 4.000 nhân viên Amazon phải sống nhờ vào trợ cấp lương thực vì chẳng đủ ăn. Báo cáo này đã gây ra bất ngờ cho giới truyền thông bởi chương trình trợ cấp lương thực tại Mỹ chủ yếu là nhắm đến những người có thu nhập thấp hoặc không có thu nhập nào cả, chứ không được xây dựng cho những người lao động có việc làm ổn định tại công ty tăng trưởng tốt như Amazon. Và xin được nhắc lại là 70% số nhân viên Amazon sống dựa vào trợ cấp lương thực là lao động toàn thời gian. Trong khi mà nhiều nhân viên phổ thông của Amazon vật vã vì đại dịch COVID-19 thì nhà sáng lập của công ty này lại ngày một giàu hơn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là ông ta chẳng đóng tới nhiều thuế như mọi người vẫn nghĩ. Tháng 6 2021, báo cáo của Internal Revenue Service, một hãng chuyên thu thập phân tích số liệu thuế tại Mỹ cho thấy tỷ phú Jeff Bezos chẳng đóng đồng thuế nào trong năm 2007 và 2011 cả. Thậm chí có năm, người đàn ông giàu nhất thế giới này với 205 tỷ đô la Mỹ tài sản vẫn xin nhận tới 4.000 đô la Mỹ tiền hỗ trợ chăm sóc con cái, Parental Tax Credit, trong chương trình vốn chỉ dành cho những hộ gia đình có thu nhập chưa đến 100.000 đô la Mỹ trên năm. Đồng quan điểm, hãng phân tích ProPublica đã công bố báo cáo việc những tỷ phú như Jeff Bezos đã lách luật để trả ít tiền thuế hơn hoặc thậm chí là chẳng thanh toán đồng thuế nào trong vài năm. Tính toán theo số thuế phải trả dựa trên số tài sản tăng trưởng thực tế, ProPublica cho biết rằng tỷ phú Bezos chỉ trả 0,98% thuế trong khoảng 2014 đến 2018. Con số này thật là chẳng đáng là bao so với mức thuế 14% của những hộ gia đình thu nhập 70.000 đô la Mỹ trên năm tại Mỹ. Trong khi đó, thì nghiên cứu của Viện Thuế và Chính sách Kinh tế ITEP năm 2019 đã cho thấy rằng Amazon trên thực tế chẳng phải thanh toán đồng thuế liên bang nào năm 2017-18 nhờ những chiêu trò lách luật. Cũng chẳng phải tự nhiên mà Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố tăng thuế doanh nghiệp và thuế nhà giàu để đảm bảo công bằng trong mùa dịch COVID-19. Tháng 3 2021, Tổng thống Biden đã nêu đích danh Amazon là một trong các tập đoàn nên trả nhiều thuế hơn để giúp đỡ cho xã hội. Thế rồi sau một đêm, tỷ phú Jeff Bezos thành công bay vào vũ trụ và hân hoan nhận những lời chúc mừng. Tỷ phú Bezos đã nói sau khi hạ cánh thành công rằng: "Tôi muốn cảm ơn đến mọi nhân viên công ty Amazon cũng như các khách hàng bởi họ mới chính là những người chi trả cho chuyến bay này." Có lẽ câu nói này của Jeff Bezos thực sự là đúng, nhưng theo một cái cách đen tối hơn là mọi người vẫn lầm tưởng. Không có tình người hay là vì nhân loại? Câu chuyện của cô Hernandez vẫn chưa là gì so với nhiều nhân viên khác tại Amazon. Việc giãn cách mùa dịch đã khiến cho các nhà kho của doanh nghiệp này ngập hàng với đội quân bốc rỡ gói hàng và vận chuyển làm việc hàng ngày đêm. Hệ quả là có rất nhiều người bị quá tải với chế độ làm việc khắc nghiệt, chạy đua tăng trưởng. Để đạt được thành tích tăng trưởng tốt trong tình hình nhu cầu tăng mạnh, các nhà quản lý Amazon đã đặt mức chỉ tiêu khá nặng cho các đơn vị giao hàng. Một trong số đó là chế độ theo dõi chuyến hàng, tính đến từng phút khi mà các đơn vị giao hàng đưa sản phẩm đến từng khách hàng và quẹt mã nhận. Mỗi ca đi giao cho vô số khách như vậy chỉ có 10 phút nghỉ, nếu không sẽ bị trừ lương. Với đơn vị bốc rỡ, họ phải đạt được tiêu chuẩn kiểm tra và quẹt mã cho ít nhất 1.800 gói hàng trước khi mà xe tải rời nhà kho. Thậm chí câu chuyện còn trở thành cao trào hơn nữa khi những bức ảnh về các chai nước đựng nước tiểu mà nhân viên Amazon phải dùng để tranh thủ đi vệ sinh trên xe được lan truyền trên mạng. Sau lời cảm ơn của tỷ phú Jeff Bezos vào không gian, nghị sĩ Alexandria Ocasio-Cortez đã mỉa mai. Đúng vậy, những người lao động Amazon đã chi trả tiền chuyến bay đó với đồng lương thấp
thời gian làm việc khắt khe và một môi trường làm việc không có tình người. Thậm chí nhân viên giao hàng còn chẳng có nổi bảo hiểm y tế dù là làm việc trong mùa dịch. Còn những khách hàng của Amazon thì cũng phải chi trả cho chuyến bay bởi công ty đang độc quyền thị trường và chèn ép các doanh nghiệp nhỏ. Lời mỉa mai của nghị sĩ Cortez có phần nào đúng khi mà các nhân viên cấp thấp của Amazon đang phải mạo hiểm làm việc trong mùa dịch mà chẳng có chế độ đãi ngộ tương xứng? Các nhà vệ sinh công cộng, nhà hàng hay quán nước đóng cửa buộc họ phải tự đi vệ sinh hay giải quyết các nhu cầu cá nhân trên xe mà không nhận được sự trợ giúp nào từ phía công ty. Có chăng đó chỉ là những chỉ tiêu doanh số, hệ thống theo dõi giám sát hay là những khoản bồi thường bố thí lúc sa thải? Khi hình ảnh về những chai nước đựng nước tiểu của nhân viên và cựu nhân viên Amazon được lan truyền trên mạng, doanh nghiệp này không chịu xin lỗi hay thừa nhận, mà thậm chí còn cho rằng những nhân viên đó cố ý đi vệ sinh để gây khổ. Thậm chí công ty còn sử dụng nhiều hình thức răn đe, ép buộc người lao động phải giữ hình ảnh cho doanh nghiệp, dù là môi trường làm việc quá khắc nghiệt. Chi nhánh Amazon tại Úc vốn được cho là thoải mái hơn tại nước Mỹ, thế nhưng điều tra của hãng tin ABC News năm 2019 lại cho thấy một văn hóa sợ hãi bao trùm lên cả doanh nghiệp, khi mà các nhà quản lý tính toán kiểm soát đến từng giây đối với nhân viên. Áp lực chỉ tiêu khiến cho nhiều người chẳng còn có thời gian mà đi vệ sinh nữa. Bất chấp các lời tố cáo từ cựu nhân viên cũng như điều tra của giới truyền thông, Amazon vẫn tuyên bố họ là nhà tuyển dụng lớn thứ hai tại nước Mỹ và có một môi trường tuyệt vời dành cho người lao động. Tất nhiên, là cổ đông và người tiêu dùng thì chỉ nhìn vào những con số lợi nhuận của công ty và hiệu quả giao hàng, chứ cũng chẳng có mấy ai thực sự để ý tới nỗi khổ của những nhân viên trong mùa dịch COVID-19. Ở chiều ngược lại, hãng tin Bloomberg cho rằng thành công của tỷ phú Jeff Bezos sẽ có ích cho toàn nhân loại chứ không chỉ vì lợi ích cá nhân. Dù cho thành công của Bezos có dựa trên công lao của tập thể, thì tầm nhìn cũng như sự nghiệp của nhà sáng lập Amazon đã tạo ra vô số việc làm, thay đổi cả ngành bán lẻ nước Mỹ. Thậm chí rằng, với thành công của chuyến bay và vũ trụ, hàng loạt các lợi ích như Internet rẻ hơn, phát triển ngành du lịch không gian hay đầu tư cho công nghệ hàng không sẽ được thúc đẩy bởi tỷ phú Bezos. Vậy còn bạn? Bạn có nghĩ tỷ phú Jeff Bezos xứng đáng với những lời khen ngợi, thậm chí là vì nhân loại, hay chỉ đơn giản là một vị tỷ phú sống trên mồ hôi nước mắt của người lao động? Nguyên Băng, doanh nghiệp và tiếp thị, Cà Phê Biz, Đồng Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xem clip của chúng tôi. Bye bye! Nhớ like và subscribe vì nó free!